Rồi Trần xin chào mọi người. Sáng nay Trần vừa tháo ghim một cây cam ai dầu rin. Tháo ghim lẹt lé hết. Hiện tại cây thì nó có chiều cao là 50. Độ phu tán của nó từ bên trái qua bên phải là 55. Còn quanh thân Trần đo được là 14 nha anh em. Mình nuôi dưỡng thay chậu nhỏ, gom vô chậu nhỏ vào đầu năm ngoái này. Đấy. Mình tận dụng mấy chậu cũ mình bao bầu cho khách đó, còn mà mấy cái chậu cũ thì mình tháo ra mình nuôi. Thì nói chung cây đã nuôi được một năm rồi. Thì tây tán của cây này anh em thấy đấy, tây tán của cây, cây nó có một cái bóng tán cây dáng thiên nhiên này đấy, rất đẹp nha anh em. Cái này chân bàn trèo cơ, hoa đẹp, hoa đẹp và nhụy, nó cái hoa nó tạo ra mùi thơm đó. Thì hiện tại thì mình muốn giao lưu với các anh em cái này giá 1 triệu nha đó. Giá không bao gồm cước phí vận chuyển. Rồi nếu anh em nào có thích cái cây mai dầu rin già bóng tán thiên nhiên này thì liên hệ mình qua số điện thoại là 0849020790 nha. Đây mình quay từ bên dưới quay lên cho anh em xem này. Đấy, mình gom hết tất cả các cây cành cần thiết rồi. Đấy, coi nó bóng tán nó tròn đều. Đó, tròn đều nha anh em. Đấy. Bóng tán rất là tròn đều ạ. Gom mà nó hài hòa so với cái chậu. Chậu này lọc lòng là 30 nha anh em. 28 30 nha. Không, coi khỏe mạnh nha anh em. Mấy mầm ở chỗ đây nó bén này. Coi nó già luôn rồi. Này, gốc đớ nó phần chân đớ nó này. Coi giá chỉ có 1 triệu thôi nha anh em. Giá 1 triệu thôi, cây rin ạ, cây dầu rin Bình Định. Đấy, nụ cứ một cái nụ là nó ra một cái chùm hoa nha. Đấy, như là chơi phủ phê rồi anh em. Cây nó già cây nữa, nó chắc cây. Đấy, cây rất là chất lượng nha anh em. Đây mình gom chỉ có nhiêu đây thôi, không có cho ra thêm. Cái dòng mini bonsai nó vậy thôi, chứ không có to đâu. Không cần to cao, miệng cây nó ra dáng đó như mình mong muốn là được rồi. Rồi, video xin tạm dừng tại đây nha. Anh em thích thì giao lưu nhanh, giá 1 triệu.